mình nên đi kiếm cái nào để mình cắm trại mới được. Cái lèo qua cái này trời ơi, cái lèo quá ngon của mình luôn. Ôi trời, giờ có tỉnh lưới rồi ăn rồi. Đi từ sáng giờ rồi. Ôi ngon quá à. Ủa, cái tiếng động, tiếng gì vậy? Wow, một con mồi ngon kìa. Đứng lại đó. Ngươi là con gì vậy? Ngươi là con gì? Ta sẽ bắt ngươi về hang động của ta. Ngươi bắt ta ơi, ngươi đem tay đâu vậy? Trời, ngươi bỏ tay vô đi đâu vậy? Ê, ủa, ngươi mang tay đi đâu vậy? Ê, chỗ này, chỗ này. Ta sẽ mang ngươi về hang động của ta. Vậy, ngươi kêu tên quái vật. Ê, ngươi là tên quái vật gì vậy? Ta thua dạ. Ủa, chỗ này, chỗ nào vậy? Ủa, ủa, ý dụi, con khô báo mà có mấy bộ xương nè, ghê quá à. Cái tên quái vật ở đâu rồi trời? Mà chỗ này tối thui à, nguy hiểm quá à. Ủa giờ phải làm sao đâu, chắc mình phải đi trốn thôi. Chỗ này ghê quá à. Ê, ê, tên kia về nhanh dạ. Dạ dạ. Món ngon của chúng ta. Món ngon vậy. Thằng nhóc này lấy từ đâu về vậy? Nhìn nó cũng dễ thương đó. Ê, cái này mà dễ thương cái gì? Cái này là phải ăn thịt. Gì ăn thịt thôi. Ăn thịt cái gì mày điên quá à. Làm như thiếu đồ ăn lắm hay gì vậy mà ăn thịt. Thiếu mà, bữa giờ tao đói meo răng luôn, tao ôm nhắm. Thôi đi mày ơi, mày đi ra ngoài kia kìa đó. Mày ăn rồi ăn con bò kìa, mày ăn đi. Nhìn dễ thương ha. Ủa này, nghe giọng này mình như là chị phải không? Hay là con trai con gái vậy? Nhìn ghê quá à. Bê đi. What? Chị bê đi. Nhìn có hai con mắt vậy. Sao có hai con mắt của ta nó nằm hai bên mà. Chứ nó hai, giống hai cái miệng mà, nó không hai con mắt đâu. Mày nói gì còn cãi nữa, ta ăn thịt mày bây giờ. Thôi 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 chị ơi, thay em đi chị. Trời ơi mà. Ở đây kêu bê đi. À bê đi, chị ơi. Chị ơi bê đi thì gọi bạch ăn hay chị. Bê đi. À bê đi, bê đi, à bê đi. Thôi chị ơi, tay bây giờ em nó bụng em đâu có gì ăn đâu. Nhìn dễ thương mà sao cứ chọc tao thích chọc tao nhai nhờ. Thôi mà giờ em nó bụng người chết nè. Giờ chừng ơi nè, bây giờ giờ nhìn này thấy gì không? Tại xương. Ôi cái này hôm qua tao với em tao mới ăn xong á. Dạ nha, giờ tôi đâu thôi tại em về đi mà đừng ăn. Ngon thả, sao mà thả được, cái thằng em tao mới nó đang đi lấy lửa rồi. Muốn ăn gì không, muốn mày lên đói bụng. Nó bụng hả? Vậy thôi vô đây ngồi đi. Vô đây ngồi làm gì trời, mấy cái kẹo này ăn không được no bạn ơi. Trời đói thịt cạp xương đỡ đi. Ôi cạp xương cho ăn, nó đâu có biết thịt tao đó trời. Mà tới thì ghê quá. A few moments later. Ôi giờ thôi, đi chỗ mày đây. Chỗ mày đâu có nè. Có ai không? Ê, nhanh gì trời, mình định đi trốn mà. Đi đâu vậy? Vô đây ngồi. Ôi, nè, mới lấy nè. Ủa, thịt này chưa chín, cho em ăn. Thịt này mình có thể nè. Món thịt đâu. Ta về rồi đây, mang củi về rồi đây. Đốt đi. Đốt lên hả? Ủa, về đốt lên làm gì? Mần thịt chín đúng không? Thôi, tôi đi ra ngoài nha, có gì bà ngồi bà làm đi bà. Gì kìa vậy? Ok. Rồi không lấy mừng thịt em thiệt hả? À? Đừng mà, thịt em không có gì ngon hết á. Chính rồi đó. Chính rồi hả? Ủa, thịt chưa? Đâu? Chính ăn được không trời? Ăn được luôn hả? Ghê vậy? Mùa chơi, sao mày rộn chuyện quá vậy? Được rồi. Tự nhiên mình đi vô khu rừng nào mà có mấy con quái vật này trời. Ghê quá à. Ủa tên kia đứng ngoài kia là gì vậy? Thôi, đi ngủ rồi, đi. Xong chưa? Đi ngủ. Xong cái tại gì sao lại không? Mày bị điên không, quá không làm thịt nó. Dạ làm thịt. Làm cái gì mà làm? Mày điên quá. Ê, mày ơi, mày ham hố quá. Thôi này làm xuống đây ngủ kế mấy cái bộ xương rồi. Mà tao cho mày biết đây là đâu. Dạ, đây là đâu trời ơi. Mày là mình ngủ đi mày ơi. Không, mày lên. Mày ăn thịt nữa trời, ngủ đi. Đói bụng quá đi. Dạ ơi, mới say sót vậy. Nói hoài à. Mày ăn như con heo, mày cứ đói. Chuyện chiên nè. Hết rồi. Trời ơi, ăn cái gì đó. Mày ăn như con heo thì mày tự ái. Nữa đi. Mày đừng ăn tem mà. Ôi, ăn tiếp. Rồi nè, đi ra chỗ khác. Đi ra ngoài tìm đồ ăn đi. Hết rồi. Ghê vậy. Ủa mà đi ra ngoài chơi nè. Ủa mà chị cho em hỏi là cánh rừng này là cánh rừng gì em mà có mấy người mà chị sống ở đây vậy? Rừng này là rừng quái vật. Quái vật? Chết rồi, không lẽ mình đi... Ở đây có rất nhiều quái vật, kể cả SCP luôn. Ủa, trời ơi, mình đi cắm trại nhầm chỗ mẹ ơi. Không cho xong được. Ê, tên gì vậy? Con vậy? Dạ. Ê, không có ăn nha, đi chỗ khác.
con người không ăn gì làm cái gì hả? Nói gì kỳ đây, cho tại một miếng đây. Ôi, nó đâu mất tiêu rồi, nó bay đâu mất tiêu rồi. Nó kìa, không cho ta ăn hả? Nhớ đó, ta sẽ lấy anh em của ta tới ăn thịt ngươi sớm thôi. Đi chợ. Đây. Đây. Con nào vậy? Nó đi rồi. Nó là một con quái vật độc ác. Nhưng mà con nó thích ăn con nít lắm. Ôi, thì ghê vậy. Mà nãy nó kêu mà đi thì ta gọi là đó đè em tới anh chị em nó tới trời. Nguy hiểm vậy. Để ta phải bàn với lại thằng em ta làm cách nào để mà có thể trừng trị bọn nó mới được. Bọn nó suốt ngày cứ tới kiếm chuyện. Tại sao mình lại đi vô cái cánh rừng này mà mình đi gọi là cánh này vậy trời? Không biết đâu rồi. Bà nội cha nó nãy thấy nó đi ngang định đập vô cái đầu nó mà nó chạy lẹ quá. Gì cái? Cái con cạch tuân cát đó. Cạch tuân cát. Ôi ơi. Nãy nó mới đây nè, nó mới đây định ăn thịt ngốc rồi nè, xong rồi ta cho cái siêu chiêu của nó. Ê dạ, ôi. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi, không có kia nữa rồi. Thôi đâu, thằng đó nó sẽ tàn hơn. Nó sẽ hồi sinh lại thôi, kệ nó. Many, many minutes later. À, nó xuống giờ hả? Xuống đây có mày. Trời ơi. Trời ơi, gì? Ủa anh đâu? À, định thông báo cho cái này. Cái con quỷ mèo đó nó thông báo cho cả cái thế giới luôn. Không phải thôi, cả thế giới mà nói chung là không phải, nói chung là cứ thông, nó thông báo rồi tụi mình đã nuôi một con người. Nó nói cánh rừng này có con người, nó sẽ tới tấn công mình đó. Làm cái gì bây giờ? Nhét nó vô đâu để giấu nó cho người ta đừng có biết. Bây giờ không đâu nè. Dạ mà. Ôi á. Trời ơi, thằng này bị ham hố rồi. Bây giờ sao ta cái này là trốn không ta? Chắc mình chui dây mà trốn quá trời. Là à, lập cho em cái mộ nha. Trời ơi, lập cho em mộ làm gì? Thì còn gì? Nứt thôi. Thì tạo cho em cái hố trong đây, em chui vô em nứt. Bây giờ tự nhiên lập cho em cái mộ. Chị thấy kỳ không? Này cái hố có người nằm chổng gọi là cái mộ chứ là gì? Trời ơi, ủa gì mà hư cấu vậy? Cái gì hư cấu trời, em mới kỳ lạ. Chị làm đi, chị đạp cho em cái hố đi. Rồi. Trời ơi, ơi gì ghê vậy? Xuống đây. Lâu vậy trời? Được chưa? Rồi. Ôi mắt mình lại luôn á trời, giờ mình đã chứ đây tới thui vậy? Cho em đi đèn đi chứ, tới thui à. Ôi trời, coi cho đúng cho đúng trời. Ờ mà cũng chẳng nhìn rõ được bao nhiêu luôn. Rồi, con thấy được ít rồi nè bạn ơi. Chăm cái lửa trên này cái cho mình biết được vị trí cho lại mình nữa rồi. Không biết ngoài đó như thế nào nữa trời. Meanwhile. Chắc tụi nó không dám tới đâu mày ơi. Tao tới ở đây như đã hẹn mang con người ra cho tụi ta xơi cái nào. Ai mày kia, cái này đồ ăn của tao nha mày. Hả? Ôi vậy hả? Trời ơi. Ôi, tụi muốn chơi đâu. Tụi mày đi tụi. Em xông lên. Ui da, ai sắp mặt rồi da. Dâu thằng kia đó. Không, đã nói không. Có người là để ăn, không ăn thì để là cái gì? Ủa, tao để ra người ta nuôi, tụi mày suốt ngày can hoài vậy. Đồ ăn của tao tụi mày không được đụng vô. Đâu rồi, ôi ôi. Mày hả bự? Mày nè con. Mấy con mèo đáng ghét mày chụp. Đâu rồi. Mèo nè. Còn không, xuống đây. Đồ ăn của tao dám đụng vô. Thắng rồi. Yeah. Ê. Thôi, mày đi đi cái thằng. Ở tay. Mày quý đâu nè. Ba bấm thôi. Dám tới giành đồ của tao hả? Thấy sức mạnh của tôi ghê không? Ghê. Vô tiền thì nhắc kia. Ơi mẹ ơi. Thôi lỡ tay, lỡ tay. Trời ơi. Ê, kẹo lên được rồi. Đi đâu? Thôi. Nó chạy hết rồi. Bây giờ em đi về đi. Em hiểu không? Em mai mốt lâu thì qua. Ờ, đồ ăn của tao mà. Chứ bây giờ mà ở đây là mất công mai mốt mấy đứa kia nó ăn thịt đó. Đồ ăn của tao mà. Thôi em về nha ba, em chạy nha. Đồ ăn của tao mà. Thôi bye. Đồ ăn cái gì mà đồ ăn? Mai mốt em đem đứa nào tới cho ăn à. Trời. Ai đứa lại nhóc. Ơi. Cho tặng cái gì? Mai mốt em. Ơi đi mày ơi. Ra đi. Sầu riêng trong làng em qua cho anh. À, mình về tao. Rồi, ghê quá, cánh rừng này nguy hiểm quá thôi. Mình lên về làng sẽ tối nhanh tới bạn ơi, chứ ở đây giết chắc mình bị sợ luôn quá, chắc bị bọn quái vật kia ăn quá. Thôi được rồi.
Thôi video mình tới em cái dài, cảm ơn bạn xem video mình ai. Nếu giờ nào thích video này nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký theo mình. Và nhớ mọi nhà và nhớ qua đăng ký mọi tất cả người trong em có nha. Bye bye.